18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người với bao nhiêu ước mơ và hoài bão về tương lai. Tưởng chừng sắp viết nên những chương mới của cuộc đời, thì Samantha Koenig, một thiếu nữ tại Alaska, Hoa Kỳ, đã bị giết hại bởi một tên sát nhân giết người man dợ. Đây được coi là một trong những vụ án rùng rợn nhất trong lịch sử tội phạm Hoa Kỳ. Vậy câu chuyện đáng sợ này đã xảy ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay của Mật Mã Đen Trắng. Vào năm 2012, tại Alaska, Hoa Kỳ, một nữ nhân viên pha chế cà phê trẻ tuổi có tên là Samantha Koenig bị bắt cóc khi đang đóng cửa quán cà phê nơi cô làm việc. Vài tuần sau, bố mẹ cô nhận được yêu cầu chuộc con. Tuy nhiên, trong bức ảnh gửi kèm, cô gái trông có vẻ gì đó rất kỳ lạ. Vì quá lo lắng cho con gái yêu, họ đã lập tức trả tiền chuộc. Nhưng cái bắt cóc lại không thả con tin như đã nói. Thời gian trôi qua, vụ bắt cóc này ngày càng trở nên đáng ngờ. Cuối cùng, cảnh sát đã tìm thấy thi thể cô gái mất tích hơn một tháng dưới sông băng. Điều này xác nhận toàn bộ sự việc chỉ là một vụ giết người được ngụy trang thành một vụ bắt cóc tống tiền. Vậy kẻ giết người này là ai? Hãy cùng quay trở lại vào tháng 2 năm 2012, vào khoảng 7 giờ 55 phút tối ngày 1 tháng 2 năm 2012. Một quán cà phê ở Anchorage, Alaska đang chuẩn bị đóng cửa. Lúc này Samantha Koenig, 18 tuổi, đã một mình dọn dẹp trong quán. Cô đang lau bàn bên cạnh cửa sổ và dự định sẽ đóng cửa lúc 8 giờ. Đột nhiên có một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Anh ta cầm theo cốc giữ nhiệt và nói muốn gọi một cốc cà phê Americano. Theo lý thì sắp đến giờ đóng cửa, Samantha có thể từ chối. Nhưng cô gái vẫn tốt bụng nhận cốc của anh ta và bắt đầu pha chế. Chỉ trong vòng 1 phút, Samantha đã pha xong và đưa cà phê ra cửa sổ cho khách và chuẩn bị thu tiền. Nhưng ngay lập tức, người đàn ông rút súng từ trong áo khoác ra chĩa vào Samantha, yêu cầu cô tắt đèn ngay và giao hết tiền trong máy tính tiền. Samantha hoảng sợ, giơ hai tay lùi lại vài bước. Sau đó cô tắt nguồn điện của quán và nằm xuống sàn theo chỉ thị của kẻ cướp. Cho đến lúc này, người đàn ông vẫn tỏ ra như mình chỉ đến để cướp tiền. Samantha cũng tin là anh ta sẽ rời đi sau khi lấy được tiền. Nhưng khi hắn trèo qua cửa sổ vào trong và bắt đầu dùng dây nhựa trói tay cô, lúc này Samantha mới nhận ra sự việc không hề đơn giản. Samantha cảnh báo người đàn ông rằng bố sẽ sớm đến đón cô tan ca. Nhưng anh ta không hề bận tâm. Hắn nhanh chóng vơ vét tài sản trong quán, lấy luôn cả túi sách của Samantha. Sau đó tên xấu xa này đã kéo cô đứng dậy và đi về phía cửa quán cà phê. Tên cướp một tay cầm súng, một tay khống chế Samantha, ấn khẩu súng vào ngực phải của cô đang run rẩy vì sợ hãi. Họ đi ngang qua vài người ra vào bãi đỗ xe. Mỗi khi Samantha định lên tiếng hoặc vùng vẫy, khẩu súng ở sau lưng cô lại nhắc nhở cô không được manh động. Trong lúc di chuyển, Samantha đã cố gắng bỏ chạy nhưng người đàn ông nhanh chóng đuổi theo, vật ngã cô và kéo cô trở lại. Khoảng 8 giờ 20 phút tối, camera giám sát cách quán cà phê khoảng 200m ghi lại được cảnh hai người đi về một phía chiếc xe bán tải màu trắng. Lúc đó, bãi đỗ xe vẫn còn lác đác vài người đi lại. Tuy nhiên, không ai nhận ra điều bất thường, càng không biết rằng cô gái 18 tuổi sắp bị chiếc xe này chở đi, vĩnh viễn biến mất trong đêm lạnh giá đó. Đến 8 giờ 30 phút tối, người đến đón Samantha tan ca không phải bố cô mà là bạn trai. Do cô ấy và bạn trai dùng chung một chiếc xe nên sáng hôm đó anh đã hẹn sẽ đón Samantha sau khi tan làm. Tuy nhiên khi bạn trai đến, quán cà phê đã đóng cửa mà anh lại không thấy bạn gái đâu. Suốt cả đêm hôm đó, bạn trai liên tục nhắn tin và gọi điện cho Samantha nhưng vẫn không liên lạc được. Điều kỳ lạ hơn là vào lúc 3 giờ sáng, anh đã bắt gặp một người đàn ông bịt mặt đang lén lút bên cạnh chiếc xe của mình và bạn gái. Khi bạn trai của Samantha đuổi theo thì người bịt mặt đã chạy mất. Hơn nữa, thẻ rút tiền của anh và Samantha để trên xe cũng biến mất luôn. Bạn trai lập tức kể lại chuỗi sự việc kỳ lạ này cho bố của Samantha nghe. Sau một đêm bàn bạc, hai người quyết định sẽ báo cảnh sát ngay khi trời sáng. Ngày hôm sau, cảnh sát nhận được thông báo và bắt đầu điều tra vụ cướp kỳ lạ này. Gia đình Samantha cũng không ngồi yên. Họ lập một trang Facebook chuyên đăng poster và tổ chức các sự kiện, kêu gọi cộng đồng giúp đỡ tìm kiếm tung tích của Samantha. Hành động này nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân địa phương. Khắp nơi trên đường phố Anchorage đều có thể thấy những tờ thông báo tìm kiếm. Tuy nhiên, đã 2 tuần trôi qua mà mọi người vẫn không có tin tức gì về Samantha. Điều càng khiến người ta nản lòng, đó là manh mối duy nhất mà cảnh sát nắm được chỉ là chiếc xe bán tải màu trắng. Nhưng riêng ở Anchorage đã có hàng nghìn chiếc xe như vậy. Họ biết bắt đầu điều tra từ đâu đây? Thực tế thật tàn nhẫn, dù cảnh sát địa phương đã nhờ FBI hỗ trợ, nhưng vì thiếu bằng chứng, tiến độ điều tra vẫn bế tắc. Tuy nhiên, đúng lúc mọi người đang nản chí, thì vụ án có bước tiến bất ngờ. Tuần thứ 3 sau khi vụ án xảy ra,
bạn trai của Samantha nhận được tin nhắn từ điện thoại của cô. Dưới tấm biển công viên Corners, bức ảnh của Albert, nó đẹp quá phải không? Gia đình tin rằng tin nhắn khó hiểu này chắc chắn đến từ kẻ bắt cóc, nên họ nhanh chóng thông báo cho cảnh sát để cử người đến công viên Corners điều tra. Khi đến nơi, cảnh sát quả nhiên thấy một tờ rơi kỷ niệm trên bảng thông báo. Trong ảnh là một chú chó tên Albert. Bên dưới tờ rơi có một túi zip trong suốt, bên trong đựng một lá thư đánh máy và một tấm ảnh của Samantha. Trong thư, kẻ bắt cóc yêu cầu gia đình chuyển 30.000 đô la vào tài khoản của Samantha làm tiền chuộc và hứa sẽ thả người sau khi nhận được tiền. Tuy nhiên, tấm ảnh đính kèm có chất lượng rất tệ. Trong ảnh, Samantha không chỉ mờ mà trông cũng có vẻ không ổn. Mắt cô ấy vàng vọt, tóc buộc thành bím, bên cạnh là tờ báo từ 11 ngày trước. Bố của Samantha cho biết ông chưa bao giờ thấy con gái buộc tóc bím, nhưng ông chắc chắn người trong ảnh đúng là con gái mình. Sau khi thảo luận, cảnh sát quyết định hợp tác với ngân hàng và hướng dẫn bố Samantha chuyển thử 5.000 đô la. Họ định âm thầm theo dõi động tĩnh của tài khoản, xem kẻ bắt cóc có lộ điểm yếu không. Chiến thuật này nhanh chóng có hiệu quả. Từ ngày 29 tháng 2, liên tiếp 2 ngày, một người đeo mặt nạ dùng thẻ ATM của Samantha đã rút tiền tại các ATM ở Anchorage, mỗi ngày rút số tiền giới hạn là 500 đô. Cả hai lần, cảnh sát đều lập tức hành động khi nhận được thông báo từ ngân hàng, nhưng đáng tiếc là đều chậm một bước. Sau đó, cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát, nhưng kẻ bắt cóc dường như đặc biệt chú ý đến vị trí của camera. Ngoài camera trên máy ATM có ghi hình của hắn, không có manh mối nào khác có thể sử dụng. Còn về con tin Samantha, gia đình hoàn toàn không nhận được chỉ thị tiếp theo nào từ tên bắt cóc nữa. Trong khi mọi người đang đau đầu suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì, người đàn ông này lại có động thái mới. Ngày 7 tháng 3, tài khoản của Samantha xuất hiện giao dịch cách đó hàng nghìn km tại bang Arizona. Sau đó địa điểm di chuyển về phía đông đến New Mexico, rồi chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi lại đến Texas. Mỗi lần camera đều ghi lại hình ảnh một người đàn ông đeo mặt nạ dùng thẻ của Samantha để rút tiền. Sau khi so sánh hình ảnh camera, cảnh sát xác định người đàn ông này chính là người đã rút tiền tại ATM ở Anchorage một tuần trước. Nghĩa là, người đang di chuyển qua các bang này chính là người mà họ đang tìm kiếm. Nhưng tên bắt cóc này luôn che kín mít từ đầu đến chân, làm sao cảnh sát có thể nhận diện danh tính đây? Thực ra, họ cũng bất lực. Nhưng người ta nói, đi đêm lâu cũng có ngày gặp ma. Lần này, hắn cuối cùng cũng đã bị một camera tiết lộ hành tung của mình. Trong hình ảnh camera ghi được vào ngày 7 tháng 3, cảnh sát phát hiện sau khi rút tiền xong, người đàn ông đi về phía một chiếc xe Ford màu trắng. Mặc dù chiếc xe đã cố tình đỗ rất xa, nhưng vẫn bị góc trên của ống kính chụp lại rõ ràng. FBI lập tức yêu cầu lực lượng cảnh sát Texas hỗ trợ tìm kiếm chiếc Ford màu trắng này. 6 ngày sau đó, cảnh sát tuần tra đường cao tốc Texas đã chặn được một chiếc Ford Focus màu trắng phù hợp với đặc điểm mà họ cần tìm. Và nơi cấp bằng lái xe của chủ xe không phải nơi nào khác mà chính là Alaska. Trong hình ảnh, người đàn ông đeo kính râm, mặc áo ba lô màu xám này có tên là Isaiah Kies. Ban đầu khi bị hỏi có liên quan đến vụ bắt cóc ở Alaska hay không, anh ta còn giả vờ không biết. Nhưng không lâu sau, tên bắt cóc này không thể tiếp tục đóng kịch nữa. Vì cảnh sát đã tìm thấy điện thoại, giấy tờ và thẻ rút tiền của Samantha trong xe của anh ta. Dù những thứ này có là đồ ăn cắp hay mua lại, thì giờ hắn cũng phải đến đồn cảnh sát để giải thích rõ ràng. Sau đó, Isaiah được đưa về Alaska để thẩm vấn. Do người và tang vật đều đã được thu thập đầy đủ, anh ta nhanh chóng thừa nhận mình chính là kẻ đã bắt cóc Samantha. Nhưng hắn nói với cảnh sát rằng nếu họ muốn biết hiện giờ Samantha ở đâu và đã xảy ra chuyện gì, thì phải đổi băng xì gà thành chocolate và cà phê. Các điều tra viên đồng ý với yêu cầu của hắn ta. Dù sao thì việc cấp bách nhất lúc này là nhanh chóng hỏi ra tung tích của Samantha. Isaiah ăn uống no đủ, tâm trạng tốt. Hắn đã giữ lời khai ra toàn bộ quá trình gây án. Isaiah cho biết, trong vài ngày trước khi thực hiện vụ bắt cóc, hắn ta thực ra đã quan sát khu vực quanh quán cà phê một thời gian. Trước đây, Isaiah kiên quyết không gây án ở thành phố mình sinh sống vì rủi ro quá cao, dễ gây họa. Nhưng mấy ngày đó, tay hắn ngứa ngáy quá nên mới quyết định vào ngày 1 tháng 2 cướp một vụ để giải trí. Còn về lý do tại sao lại chọn quán cà phê đó, thật sự không có lý do gì khác, chỉ vì nó đóng cửa muộn. Isaiah biết người làm việc trong quán cà phê thường là người trẻ, cả đêm cũng chỉ có một người trực, nên nếu muốn cướp thì trong trường hợp này rất dễ thành công. Isaiah nói ban đầu hoàn toàn không quan tâm nhân viên là ai. Nhưng khi thấy Samantha một mình đóng cửa, hắn đã thay đổi ý định của mình. Lúc đó hắn quyết định không chỉ cướp tiền mà còn bắt cóc Samantha, chiếm hữu cô hoàn toàn. Ngay khi Isaiah đưa Samantha ra khỏi quán cà phê, hắn ta đã quyết định sẽ giết cô gái này. Nhưng để không gây thêm rắc rối cho kế hoạch, hắn vẫn liên tục cam đoan với Samantha rằng mình chỉ muốn tiền chuộc thôi. Isaiah khiến Samantha nghĩ rằng nếu mình không gây ồn ào, ngoan ngoãn hợp tác, chẳng hạn như nói ra vị trí và mật khẩu thẻ rút tiền thì sẽ bình an vô sự.
Sau đó Israel chở Yamata về nhà, cách đó khoảng 5 km. Lúc này, con gái và bạn gái sống chung của hắn ta đều ở nhà, nên hắn chỉ có thể đỗ xe ngoài cửa, giả vờ bận rộn trong căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh nhà chính, nơi mình thường làm mộc. Đến khi chắc chắn gia đình đã đi ngủ hết, Israel mới đưa Yamata vào căn nhà gỗ nhỏ đó và trói cô lại. Tiếp theo, Israel ra ngoài lấy thẻ rút tiền Yamata để trên xe. Sau khi xác nhận mật khẩu thẻ rút tiền mà cô ấy đã nói đó là chính xác, Israel trở lại căn nhà gỗ nhỏ. Anh ta tăng âm lượng nhạc lên, chuẩn bị tiến hành chương cuối của kế hoạch lần này. Khi Yamata nhận ra mình bị lừa thì mọi chuyện dường như đã quá muộn. Tay chân cô bị dùng dây thừng và ốc vít cố định xuống sàn nhà, miệng bị nhét khăn lụa. Dù Yamata liên tục khóc lóc van xin, Israel vẫn cưỡng bức cô. Khi sợi dây quanh cổ bị siết chặt dần, Yamata cũng chút hơi thở cuối cùng và nhắm mắt lại. Lúc này trời đã gần sáng, Israel vội vàng cuộn tấm nhựa trải dưới sàn lại, trói Yamata cẩn thận và đặt vào tủ góc tường. Sau đó hắn ta khóa căn nhà gỗ nhỏ, quay về nhà chính tắm rửa. Giờ Israel phải tranh thủ thời gian thu dọn hành lý, cho chó ăn và gọi con gái dậy chuẩn bị. Vì 5 giờ họ sẽ đi taxi ra sân bay, bay đến New Orleans để tham gia chuyến du lịch tàu biển kéo dài 2 tuần. Trong khoảng thời gian Israel đi chơi với gia đình, nhiệt độ ở Alaska khoảng âm 6 độ C. Căn nhà gỗ nhỏ nơi hắn để thi thể Yamata vừa hay trở thành một chiếc tủ lạnh tự nhiên, giải quyết mọi lo ngại về sự phân hủy hay tỏa mùi. Ngày thứ 2 sau khi Israel kết thúc chuyến du lịch và trở về Alaska, hắn ta lợi dụng lúc con đi học, bạn gái đi làm, đến căn nhà gỗ nhỏ đưa Yamata ra và cưỡng hiếp cô một lần nữa. Sau đó Israel đến trung tâm thương mại mua mỹ phẩm và dụng cụ, chuẩn bị chụp ảnh cô để tống tiền. Bức ảnh mọi người đang thấy có thể tìm thấy trên mạng, nhưng đó là ảnh mô phỏng do một đài truyền hình làm ra để minh họa, chứ không phải ảnh thật. Cảnh sát chưa từng công bố bức ảnh này. Theo mô tả của Israel, để Yamata trông có vẻ còn sống, hắn đã dùng rất nhiều phấn nền, phấn mắt và son môi. Để phấn mắt trông giống như là đang mở, hắn phải dùng kim và dây câu cá để tự khâu. Còn kiểu tóc bím, Israel nói bình thường vẫn buộc tóc cho con gái như vậy, nên cũng không nghĩ nhiều. Cuối cùng là tờ báo đề ngày 13 tháng 2, Israel nói với các điều tra viên rằng chỉ là lấy đại cho có, vì ngày 13 mình vẫn còn trên tàu đi du lịch. Nếu thực sự có ai nghi ngờ đến hắn, tờ báo này có thể làm bằng chứng ngoại phạm. Trong nửa sau của cuộc thẩm vấn, Israel bình thản mô tả cách mình đã phân xác Yamata và mang đến vứt từng phần ở hồ Matanuska như thế nào. Israel còn đùa cợt rằng vì bận dọn dẹp hiện trường nên không kịp đến họp phụ huynh của con gái, phải gọi điện cho giáo viên từ bờ hồ để đổi lịch hẹn. Trong 3 giờ tự thú này, Israel khi thì trầm ngâm, khi thì phá lên cười và nhiều lần cố tình tiết lộ trong câu nói rằng đây không phải lần đầu tiên hắn ta gây án. Những biểu hiện này khiến những cảnh sát có mặt lạnh sống lưng và càng muốn nhanh chóng xác minh tính xác thực trong lời nói của tên tội phạm này. Vì vậy, vào ngày 1 tháng 4, cảnh sát đến hồ Matanuska đóng băng. Họ đục một lỗ ở khu vực Israel mô tả và đưa camera xuống nước tìm kiếm dấu vết của Yamata. Không lâu sau, ống kính đã bắt được hình ảnh vài vật thể màu trắng nhợt dưới đáy hồ. Sau đó, qua giám định ADN, thi thể được xác định đúng là Yamata, người đã mất tích trong 2 tháng qua. Tin tức này khiến gia đình Yamata đau đớn tột cùng, họ đầy căm phẫn và hoang mang. Không hiểu tại sao, một cô gái tốt lại gặp phải kết cục bi thảm như vậy. Nhưng đáng tiếc là lúc này họ vẫn chưa thể có được tất cả câu trả lời. Bởi vì hiện tại cảnh sát đang đàm phán với Israel, hy vọng tìm ra 10 nạn nhân khác ngoài Yamata. Và một trong những điều kiện để kẻ tội phạm này khai báo đó là phải được ẩn danh. Hắn không muốn chi tiết vụ án của mình bị truyền thông công bố, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, đặc biệt là con gái. Để tiếp tục câu chuyện, chúng ta cùng tìm hiểu xem Israel KS là người có lai lịch như thế nào, cuộc sống trước khi bị bắt ra sao và sau đó quay lại giải thích về các vụ án khác mà hắn ta đã gây ra. Chúng ta bắt đầu từ thời thơ ấu của Israel. Năm 1978, Israel KS sinh ra ở Utah, Hoa Kỳ, là con thứ 2 trong số 10 anh chị em. Khi Israel 5 tuổi, gia đình chuyển đến bang Washington và gia nhập một nhà thờ tên là Ark, hòm giáo ước. Nhà thờ Ark giảng dạy chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, đề cao lối sống giản dị và phản đối sử dụng công nghệ hiện đại. Vì vậy, trong thời gian đó, Israel theo bố mẹ sống trong rừng, trải qua cuộc sống nguyên thủy không có điện, nước máy và hệ thống sưởi. Đối với môi trường trưởng thành kiểu này, một đứa trẻ đói thì phải tự đi săn, nhà không đủ chỗ ngủ thì phải ngủ trong lều. Chúng ta khó có thể tưởng tượng và thích nghi nổi. Nhưng Israel thì ngược lại, hắn thích quá trình săn bắn, thậm chí coi đó là sở thích. Israel khoe khoang với bạn bè trong nhà thờ về việc mình đã lột ra một con hươu như thế nào khi nó còn sống, dùng súng bắn vỡ bụng một con mèo khi chơi với bạn. Israel nghĩ rằng như vậy rất thú vị. Bản thân hắn ta cười rất vui, còn bạn bè xung quanh lại buồn nôn vì cảm thấy ghê tởm. Có lẽ chính từ lúc đó, bạn bè dần xa lánh Israel, không dám chơi cùng nữa.
hắn cũng bắt đầu nhận ra mình khác với những người khác, có những suy nghĩ đen tối mà người bình thường không có. Năm 1998, trước khi Israel gia nhập quân đội, hắn đã cùng bố mẹ chuyển nhà vài lần nữa. Israel cũng thừa nhận với cảnh sát rằng, trong thời gian đó, mình đã cưỡng hiếp một cô gái trong độ tuổi từ 14 đến 18. Ban đầu, Israel định giết người diệt khẩu, nhưng cuối cùng lại không hạ thủ được. Hắn cảm thấy rất hối hận về điều này và cũng từ đó quyết tâm không để chuyện này xảy ra nữa. Tháng 7 năm 2001, Israel vinh dự xuất ngũ và chuyển đến Nea Bay, bang Washington. Ở đó, hắn yêu say đắm bạn gái Tammy và có một cô con gái. Trong 6 năm tiếp theo, cả gia đình họ sống trong bộ lạc Makha. Israel làm nghề thợ mộc, hòa thuận với mọi người trong cộng đồng. Những người quen biết đều nói rằng hắn ta là một người đàn ông tốt, đáng tin cậy và yêu gia đình. Tuy nhiên, Israel thú nhận với cảnh sát rằng không lâu sau khi chuyển đến Nea Bay, hắn đã gây ra vụ giết người đầu tiên trong cuộc đời. Israel không chịu nói nạn nhân là ai, nhưng khoe khoang với cảnh sát rằng trong 14 năm qua, mình luôn sống cuộc sống hai mặt. Không ai phát hiện ra sự giả tạo, cũng không ai thực sự hiểu được hắn ta. Vào tháng 3 năm 2007, Israel kết thúc mối quan hệ với bạn gái cũ và chuyển đến bang Alaska. Hắn đưa con gái và bạn gái hiện tại là Kimberly đến sống tại số 2456 đường Spur ở Anchorage. Bên cạnh ngôi nhà màu xám xanh này có một khoảng đất trống nhỏ, vừa đủ cho Israel dựng một căn nhà gỗ để làm mộc và cất đồ. Cùng lúc đó, Israel mở công ty xây dựng riêng mang tên là Kias Construction. Hắn vừa là ông chủ vừa là nhân viên duy nhất của công ty, tự mình đảm nhận mọi việc từ nhận thầu dự án xây dựng cho đến sửa chữa phá dỡ. Lợi thế của việc tự làm chủ không chỉ là lịch làm việc linh hoạt mà còn là không phải báo cáo với ai. Bạn gái của Israel là y tá, thường bận rộn công việc, con gái hắn ta cũng phải đi học. Thêm vào đó, gia đình có người giúp việc cố định, nên ngay cả khi bạn gái phải đi xa vài ngày, việc chăm sóc con cái cũng không thành vấn đề. Israel cho biết mình thường tận dụng những lúc rảnh rỗi này để đến các khu vực khác tìm niềm vui. Những dụng cụ gây án như súng, dây thừng và băng dính, hắn ta đã cho vào thùng chống nước và mua sẵn ở nhiều nơi. Israel nói những thùng này giống như dương kho báu trong trò chơi. Bất kể chọn nơi nào để gây án thì đều có thể bổ sung trang bị cần thiết bất cứ lúc nào. Ngay đến đây, cảnh sát đã cầm sẵn bút dạ quang, chuẩn bị gạch chân những điểm quan trọng. Nhưng Israel lại không nói tiếp. Hắn không muốn tiết lộ những công cụ này được chôn ở đâu, cũng không muốn công khai bất kỳ địa điểm hay tên người nào, vì hắn nói đây là thông tin quý giá, cũng là lợi thế duy nhất mà mình còn lại hiện tại. Nếu cảnh sát muốn biết, họ phải đổi lại thứ khác. Lần này Israel không đòi xì gà hay cà phê, mà là án tử hình. Hắn ta muốn toàn bộ quá trình tố tụng hoàn tất cho vào 1 năm và cho hắn 1 ngày thi hành án chắc chắn. Tôi muốn 1 ngày thi hành án. Anh biết đấy, tôi sẽ kể cho anh mọi thứ. Tôi sẽ cho anh biết mọi chi tiết ghê rợn mà anh muốn. Nhưng đó là điều tôi muốn, bởi vì tôi muốn con gái tôi có cơ hội lớn lên mà không phải mang gánh nặng này trên đầu. Cho đến nay, ngoài đồ ăn thức uống, những yêu cầu của Israel chỉ gồm 3 mục chính: ẩn danh, truyền thông không đưa tin và án tử hình. Tuy nhiên, cả 3 yêu cầu này đều rất khó thực hiện đối với cảnh sát. Ẩn danh, không công bố danh tính tội phạm, vậy làm sao giải thích với gia đình nạn nhân và xã hội đây? Truyền thông cũng không thuộc quyền kiểm soát của cảnh sát, làm sao họ kiểm soát được nội dung đưa tin? Còn về bản án, điều này do tòa án phán quyết. Hơn nữa, bang Alaska không có án tử hình. Ngay cả khi dẫn độ Israel đến bang có hình phạt này, cũng không ai đảm bảo rằng hắn ta chắc chắn được như ý muốn. Vậy bây giờ phải làm sao? Trong quá trình đàm phán, cảnh sát nói rằng họ sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng những điều kiện này của Israel. Nhưng ngược lại, hắn cũng phải công khai thêm một chút thông tin. Như vậy họ mới có đòn bẩy để thương lượng với cấp trên. Sau khi suy nghĩ, Israel đồng ý. Anh ta nói có thể cho cảnh sát 2 thi thể và 1 cái tên. Sau đó Israel đọc ra một họ là Curia. Anh ta nói 2 người này sống ở bang Vermont, Hoa Kỳ và là một cặp vợ chồng trung niên. Cảnh sát lập tức nhập tên này vào công cụ tìm kiếm và quả nhiên thấy tin tức về việc cặp vợ chồng này mất tích vào năm 2011. Bill Curia, 50 tuổi và Lauren Curia, 55 tuổi, sống ở thị trấn Essex, bang Vermont, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Cả hai đều làm việc trong ngành y tế, không có con cái. Cuộc sống đơn giản. Người thân và bạn bè cho biết, lần cuối cùng họ nghe tin về cặp vợ chồng này là vào ngày 8 tháng 6 năm 2011. Chiều hôm đó, sau khi tan ca, họ mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngày hôm sau, gia đình lập tức báo cảnh sát và dán thông báo tìm người. Tuy nhiên, vụ mất tích này đã được điều tra gần 1 năm mà vẫn chưa có bước đột phá nào, cho đến khi Israel, cách đó 5.000 km, nói ra tên họ. Israel kể rằng, ngày 2 tháng 6 năm 2011, hắn đáp máy bay đến Chicago, dự định tự lái xe đến bang Maine thăm gia đình. Tuy nhiên, do hành trình còn dài, sau khi thuê xe, Israel quyết định dừng chân ở Vermont để làm chút việc.
Hắn nhớ 2 năm trước đã chôn một dương kho báu gây án ở gần thị trấn Essex, nên định đến khu vực đó để ra tay với một cặp đôi hoặc vợ chồng. Sau khi khảo sát và đánh giá, ngày 8 tháng 6, Israel chọn một ngôi nhà trên đường Colbert. Khi cảnh sát hỏi tại sao trong khu dân cư có nhiều nhà như vậy mà Israel lại chọn căn đó, hắn đưa ra một phân tích khá tỉ mỉ. Israel nói ngôi nhà đó có bể bơi, lò nướng BBQ và sân thượng. Phong cách trang trí sân sau cũng giống như kiểu mà một cặp đôi vợ chồng lớn tuổi sẽ chọn. Thêm vào đó, trước khi hành động, Israel đã chờ đợi bên ngoài nhà và cắt đứt dây điện thoại mà không nghe thấy tiếng chuông báo động hay tiếng kêu của mèo, chó hoặc trẻ em. Vì vậy hắn đoán trong nhà chỉ có một phòng ngủ. Chỉ cần lắng nghe kỹ tiếng quạt điện trước khi vào nhà là có thể biết cặp vợ chồng này ngủ ở đâu. Mặc dù Israel chưa từng gặp Bill và Lauren, nhưng mọi thứ đều đúng như hắn ta đã đoán. Tối hôm đó, khi Israel đột nhập qua cửa sổ nhà để xe, chỉ mất 6 giây để đến phòng ngủ của cặp vợ chồng. Tốc độ nhanh đến mức hai người trên giường thậm chí còn chưa kịp dụi mắt thì tay chân đã bị trói. Trước tiên, Israel lục soát tài sản trong nhà. Sau đó Israel áp giải cặp vợ chồng lên xe của họ, khởi hành đến một trang trại bỏ hoang mà hắn ta đã chọn trước. Khi họ đến nơi, đã hơn 1 giờ sáng. Israel đưa Bill xuống tầng hầm và trói lại, rồi đưa Lauren lên tầng 2, cố định tay chân bà ấy vào khung giường. Đúng lúc Israel định bắt đầu kế hoạch của mình, từ tầng hầm vọng lên tiếng gào thét giận dữ của Bill. Ông ấy liên tục hét lên: "Vợ tôi đâu? Anh đưa cô ấy đi đâu?" Tiếng hét khiến Israel ở tầng 2 cảm thấy bực bội. Thấy tình hình này không ổn, Israel bực mình chạy xuống tầng hầm. Không ngờ vừa vào, Israel thấy Bill đang bị trói trên ghế đã gần thoát ra. Lúc đó Israel thực sự nổi giận. Hắn ta cố gắng trói Bill lại, nhưng Bill kiên quyết chống cự. Israel kể rằng lúc đó Bill vừa vật lộn với hắn, vừa khuyên hắn quay đầu là bờ, bảo hắn dừng lại đi. Nhưng Israel chỉ thấy những lời nói đó thật là ngớ ngẩn. Hắn ta nói đối phương không biết mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho hành động này, làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Do cuộc vật lộn ở tầng hầm mất quá nhiều thời gian, Israel quyết định từ bỏ Bill. Kế hoạch ban đầu hắn đã tính sẵn có bao gồm cả người đàn ông, còn kế hoạch đó chính xác là gì, hắn ta không nói. Israel nói mình chỉ chộp lấy cái xẻng gần đó, vung mạnh về phía đầu Bill, định đánh cho ông ấy bất tỉnh. Nhưng sau khi thấy Bill ngã xuống rồi vẫn cố gắng đứng dậy để đánh nhau, Israel quyết định lên tầng 2 lấy súng. Lần này trở lại tầng hầm, hắn bắn hết cả băng đạn. Bill gục ngã sau khi viên đạn cuối cùng bắn trúng ông ấy. Kết thúc xong, Israel quay lại tầng 2 để hoàn thành phần còn lại của kế hoạch. Lauren liên tục kêu gào và chống cự, nhưng bị cố định thành hình chữ X, bà ấy không thể nào làm được gì. Sau đó Israel đưa Lauren đang mơ hồ xuống tầng hầm và siết cổ bà ấy từ đằng sau. Lúc này trời đã sáng, Israel vội vàng cho mỗi người vào một túi rác lớn, đổ thêm chất tẩy rửa ống nước vào để đẩy nhanh quá trình phân hủy và xóa bỏ bất kỳ dấu vết DNA nào có thể còn sót lại. Sau đó hắn buộc chặt hai túi này, chất chúng với đống đồ lộn xộn ở góc tầng hầm. Xử lý xong tầng hầm, Israel quay lại tầng 1 và 2 để dọn dẹp, lau chùi lần cuối. Khoảng 6 giờ sáng, hắn ta lái xe của cặp vợ chồng rời đi. Israel kể với cảnh sát rằng sáng hôm đó anh ta vốn định cướp thêm 1-2 ngân hàng nữa, nhưng vì thức cả đêm nên tinh thần không tốt. Thêm vào đó, xe của cặp vợ chồng khá cũ kỹ, có vẻ không đi được xa nên hắn mới thôi. Nếu không, cơm ngân hàng vẫn luôn là thú tiêu khiển của hắn, vừa kích thích lại vừa có tiền. Trước đây Israel chưa từng thất bại. Ví dụ như vài ngày trước khi kết thúc chuyến du lịch bằng tàu biển và quay về Alaska, Israel đã cướp ngân hàng quốc gia Texas ở Texas. Số tiền cướp được lần đó đến giờ hắn vẫn chưa tiêu hết. Israel nói ngày hôm đó, sau khi quyết định không đi cướp ngân hàng, hắn bỏ xe của cặp vợ chồng ở ven đường. Sau đó lúc 8 giờ sáng, Israel rời khách sạn để đến Maine thăm gia đình. Mọi chuyện đêm qua diễn ra nhanh chóng như một tia chớp. Lúc đó hắn đã đi, nhưng không ai biết hắn từng đến. Ngày 12 tháng 4 năm 2012, FBI dựa vào thông tin Israel cung cấp để xác định vị trí trang trại nơi hắn ta gây án. Tuy nhiên, khi nhân viên đến nơi mới phát hiện ra trang trại đó đã bị phá hủy. Vị trí vốn là tầng hầm giờ chỉ còn là một đống gạch vỡ. Dù họ đã huy động máy xúc đào bới ở đó nhiều ngày và chó nghiệp vụ cũng ngửi thấy được mùi thi thể đang phân hủy, nhưng cuối cùng họ vẫn không thu được gì. Cuộc tìm kiếm quy mô lớn như vậy lại không mang lại kết quả như mong đợi. Không tìm thấy thi thể thì thôi, tên của Israel còn bị đơn vị ở bang Vermont công bố. Chuyện này khiến Israel rất không hài lòng. Trong cuộc gặp ngày 26 tháng 7, hắn gần như cãi nhau với các cảnh sát. Israel nói mình đã cung cấp thông tin cảnh sát cần theo thỏa thuận, nhưng những yêu cầu của hắn đến nay vẫn chưa được thực hiện. Israel cho rằng việc không tìm thấy thi thể không phải là lỗi của hắn, vậy mà FBI lại không giữ lời bí mật danh tính của hắn. Các cảnh sát có mặt đã cố gắng giải thích với Israel về vấn đề thẩm quyền, hy vọng hắn có thể tiếp tục hợp tác điều tra. Nhưng cảnh sát nhân này không bị thuyết phục.
Ethan cho rằng mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn của mình thì hắn ta cũng không cần hợp tác với cảnh sát nữa. Trong những tháng tiếp theo, cảnh sát vẫn cố gắng hàn gắn mối quan hệ hợp tác với Ethan. Ethan dường như cũng sẵn sàng tiếp tục phối hợp. Trong cuộc gặp ngày 29 tháng 11, các điều tra viên còn hẹn với hắn lần gặp tới sẽ nói chuyện về vụ án mà hắn đã gây ra ở bang New York. Tuy nhiên ngày 2 tháng 12, nhân viên nhà tù phát hiện Ethan nằm bất động trên sàn phòng giam, mặt tái nhợt, cổ tay có vết thương, cổ bị buộc thòng lọng bằng ga trải giường, áo tù cũng bị máu thấm ướt thành màu đỏ sẫm. Báo cáo sự việc và giám sát cho thấy Ethan đã dùng dao cạo giấu trong bàn chải đánh răng để tự sát vào đêm trước đó. Không ai biết dao cạo từ đâu ra, vì vài tháng trước, nhà tù đã ngừng cung cấp cho hắn ngay cả bút chì. Dù sao thì hành động này của Ethan chắc chắn đã được chuẩn bị từ lâu. Khi di chuyển thi thể của Ethan, nhân viên đã tìm thấy vài tờ giấy ghi chú dưới người hắn. Do giấy bị thấm ướt hoàn toàn, lúc đầu các điều tra viên không thể đọc được nội dung. Mọi người tưởng đó là thư tuyệt mệnh Ethan để lại, chắc hẳn có giá trị gì đó cho vụ án. Kết quả là sau khi đem giấy về phòng thí nghiệm phân tích, họ mới phát hiện 4 trang ghi chú đó toàn là thơ và tâm trạng của Ethan. Như Ethan đã nói trong cuộc phỏng vấn vài tháng trước, anh ta không quan tâm cảnh sát muốn gì, cũng không quan tâm liệu gia đình nạn nhân có còn đang chờ đợi người thân yêu trở về hay không. Đối với Ethan, con người chỉ là thịt, sống phù du trong thế giới này bằng một hơi thở. Còn bản thân hắn chính là số phận, có thể nhắm vào ai đó mà không cần lý do, cướp đi mạng sống của họ, làm theo ý mình. Khi cảnh sát hỏi hắn ta tại sao, câu trả lời của Ethan là tại sao không? Ethan nói hắn không cần biết lý do, điều đó hoàn toàn không quan trọng. Ethan làm bất cứ điều gì chỉ vì hắn muốn, vì hắn có thể. Các bác sĩ tâm thần cho rằng Ethan mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Cảnh sát cũng nói họ chưa từng gặp một kẻ giết người hàng loạt nào như hắn. Ethan không có thủ đoạn gây án cố định, không nhắm vào một nạn nhân cụ thể nào. Ethan có thể đi đường dài để tạo ra khoảng cách giữa các vụ án, đồng thời thể hiện khả năng tự kiểm soát cực cao, vừa phạm tội vừa chăm lo cho gia đình và công việc. Nhưng kỳ lạ thay, một kẻ giết người tàn nhẫn vô tình như vậy lại luôn lo lắng cho người thân của mình. Trong cuộc phỏng vấn tháng 7, Ethan đã nói rằng không muốn những chi tiết về việc cưỡng hiếp nạn nhân bị công khai, đặc biệt là không muốn con gái hoặc gia đình biết. Hắn muốn con gái có một cuộc sống bình thường và cũng hy vọng mẹ mình không phải đau lòng. Vì vậy, Ethan luôn muốn thương lượng với cảnh sát và công tố viên, dùng cách trao đổi thông tin để ngăn chặn những thông tin này bị tiết lộ. Tuy nhiên, mọi việc không thể diễn ra như hắn ta mong muốn. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến Ethan chọn cách tự sát hoặc có thể không chịu nổi việc bị giam cầm trong nhà tù. Dù sao thì mọi bí mật cũng đã theo Ethan ra đi. Người còn sống chỉ có thể theo dấu vết hắn ta để cố gắng giải mã những bí ẩn mà tên sát nhân đã để lại. Ngoài 4 trang ghi chú nhuốm máu, cảnh sát cũng tìm thấy bức vẽ của Ethan trong phòng giam. Đó là hình sọ người được vẽ bằng bút chì, đại diện cho 11 mạng người hắn ta đã cướp đi. Ngoài Samantha, Bill và Lauren, 8 nạn nhân khác là ai? Họ đã gặp phải điều gì? Cục điều tra Liên bang Mỹ vẫn đang điều tra. Do các điều tra viên vẫn chưa tìm thấy tất cả các dương kho báu mà Ethan đã mua, họ kêu gọi người dân trong các bang ở Mỹ, nếu tình cờ phát hiện những thùng nhựa hoặc túi nhựa tương tự, hãy cố gắng không chạm vào và thông báo ngay cho cảnh sát, vì bên trong có thể có bằng chứng giúp họ phá án. Ethan Keyes chắc chắn là hiện thân của cái ác, một kẻ giết người man dợ không ghê tay. Không vì một lý do gì, muốn thì sẽ giết, chẳng quan tâm họ là ai. Thật tội nghiệp và xót xa cho những sinh mạng đã bị hắn cướp đi, và cả gia đình của họ nữa. Chắc chắn sẽ rất đau buồn khi người thân yêu của mình bị giết chỉ vì sự vô nhân tính của một con người, mà phần con đã nhiều hơn phần người. Từ câu chuyện này cho thấy được việc được sống trong một môi trường có giáo dục tốt cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đời của một người mà còn ảnh hưởng đến cuộc đời của rất nhiều người. Xã hội không chỉ có người tốt mà còn có người xấu. Vì vậy chúng ta luôn phải đề cao cảnh giác, bảo vệ bản thân bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như học võ để tự vệ, tránh đi đường vắng hay về nhà đêm khuya. Thật đáng sợ khi tưởng tượng rằng lúc chúng ta gặp nguy hiểm không tìm được ai để cầu cứu. Hy vọng rằng tất cả mọi người đều bình an. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện đáng chú ý tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Mật Mã Đen Trắng.